xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube giới thiệu sản phẩm của Mộc Lam Huy. Hôm nay xưởng mình có hai bộ góc với chất liệu là gỗ có đỏ tự nhiên 100%. Muốn giới thiệu đến các bạn khán thính giả trên YouTube. Thì ở đây Mộc Lam Huy mình đã làm được hai bộ này. Vân rất là đẹp. Vân mặt đẹp từ đôn tới bàn và tới băng luôn. Đó. Đây là hai bộ mà Huy rất là ưng ý cho kia dàn mặt vân. Rất là đều, rất là đẹp. Riêng dàn mặt thì là dàn mặt vân loang và kia dàn quây này thì là quây vân đen. Đó, vân đen rất là đều, rất là đẹp. Lựa vân theo đúng cái chủ đề, đúng cái bộ luôn. Cả hai bộ thì vân đều như nhau. Đó, vân đều như nhau tại vì đều là cưa một khúc ra cả. Đó, vân rất là đẹp. Tại vì Minh Cúc Đào thì bên Mộc Lam Huy mình bán rất là nhiều và rất là chạy rồi. Và lâu lâu thì cũng muốn làm một cái bộ ghế nó khác đi một chút để cho những khách hàng của chúng ta có thêm sự lựa chọn. Thì ở đây trước khi đến với chi tiết về hai cái bộ này thì Mộc Lam Huy mình xin được báo giá với các bạn luôn để các bạn có thể tham khảo trước khi các bạn quyết định là có nên xem tiếp video hay không. Cả hai bộ ghế này của bên Mộc Lam Huy mình sau khi sơn hoàn thiện thì có giá là 35 triệu chẵn. Giá này thì bên sửa mình sẽ miễn phí vận chuyển và tặng kèm theo kính mặt bàn luôn. Vâng, và bây giờ là kích thước của cái bộ ghế này. Thì chiều dài của chúng ta là 2m37, là chiều dài từ góc này tới hết góc bên kia. Và cái góc ngắn này thì cũng tương tự là 2m1. Kích thước bàn của chúng ta là 1m34 x 59. Và đôn của chúng ta là đôn 60 x 50. Ở đây thì là hàng Mộc Lam Huy tôi làm giả dày 10 phân. Các bạn hãy lưu ý nhé, chúng tôi làm giả dày 10 phân. Đó, 10 phân. Còn kết cấu chính của cái bộ này toàn bộ đều là ván 2 phân cưa hết. Thì đây, tôi sẽ quay cho các bạn coi. Tất cả đều là 2 phân cưa như vậy. Đó, cạp góc lại với nhau. Thì sau khi bào, chà các kiểu thì anh em chúng tôi cái này thì nó dày hơn. Anh em tôi còn 1/8. Đó, tất cả các chi tiết đều là còn 1/8 cạp vào nhau hết. Cho nên cái bộ này là rất là cứng. Nói về salon góc thì đa phần thì thị trường sẽ làm 1/2 thôi. Đó, 1/2, 1 phân hoặc là thấp thì là 8 ly, nhưng mà 8 ly thì rất là ít. 8 ly thì chỉ có hàng theo hàng trứng trứng thôi, chứ còn kiểu này thì không thể làm được. Đó, thì đối với 2 phân của Mộc Lam Huy tôi thì cũng đã là khá là dày. Tiếp theo thì tôi lật cái bàn lên cho các bạn xem. Đây, tất cả đều là cạp 2 phân hết. Đó, như nhau. Rồi, đến cái băng và cái góc kia thì nó cũng vậy thôi. Tất cả thì anh em tôi đều là cạp 2 phân. Đó, rất là dày. Độ dày của cái băng này thì là dày 68 phân. Đó, dày 68 phân. Và cái dàn quây này của chúng ta là dày 20 phân. Đó, vậy thì chúng ta sẽ còn cái chỗ ngồi là 48 phân. Đó, rất là thoải mái các bạn nhé. Đối với cái dàn quây góc này thì chúng ta ngồi rất là thoải mái. Và cái ưu điểm của cái hàng góc này thì chúng ta có thể xoay tới xoay lui, xoay các kiểu vẫn được. Nếu mà như mà nhìn từ xa thì chúng ta sẽ tưởng tượng là cái bộ này nó dày 10 phân. Đó, tại vì chúng tôi cạp thì nó rất là đẹp. Đây, có thể coi cho các bạn coi các cái chi tiết. Ở đây thì chúng tôi vét xéo các bạn nhé, hoàn toàn là không có đóng cặp lên. Nếu như đóng cặp thông thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy đường vân ngang và nhìn thấy cái khe ở đây. Nhưng mà ở đây chúng tôi là kẹp theo góc, cho nên các cái góc lại anh em chúng tôi làm rất là kỹ. Đó, hoàn toàn là nhìn gần. Đây là nhìn cận cảnh đó các bạn ạ. Nhìn cận cảnh nhưng mà cũng rất là khó thấy các bạn nhé, chứ chưa nói là nhìn từ xa. Đó, nếu nhìn từ xa như vậy thì nhìn chúng ta nhìn tưởng tượng như nguyên một cái hộp cây, chứ không phải là đó, nhìn như là một cây đặc luôn. Đó, thì đây là hai bộ ghế mà thật sự là Huy rất là tâm huyết. Tại vì cũng như Huy cũng nãy có nói rồi, Huy làm Minh Cúc Đào rất là nhiều. Nhưng mà lâu lâu thì cũng muốn ra một hai bộ gì đó là mới mới một chút để cho các bạn có thể tới các bạn để tham khảo thêm. Thậm chí đó những bạn thích thì các bạn cũng có thể, mỗi người một cái mắt thẩm mỹ mà, thì cũng muốn là làm đa dạng thêm một chút cái sản phẩm của mình.
Vâng, thì lặp lại là cái bộ ghế này, Mộc Lâm Phi mình sẽ ra với cái giá là 35 triệu. Hoàn toàn Huy sẽ để mộc, không có sơn. Ở đây thì Mộc Lâm Phi chúng tôi luôn luôn là để sản phẩm mộc và cho các bạn tới các bạn kiểm tra, lật lên lật xuống kiểm tra đúng gỗ đúng chất lượng thì chúng tôi mới sơn, để phòng là các bạn sẽ mua phải là cái hàng ván hoặc là những cái hàng mà vơi mia mà phủ vân thì điều này sẽ rất là thiệt thòi cho các bạn. Cho nên là chúng tôi luôn luôn để mộc và luôn luôn để sẵn máy chà máy cưa dành cho khách lăn tăn đó, chứ chúng tôi không bao giờ bán hàng sơn sẵn. Vâng, vậy là hai cái bộ ghế này Huy cũng đã báo giá và kích thước cho các bạn rồi. Cho nên nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể bình luận hoặc là gọi trực tiếp vào cái số điện thoại của Huy ở trên video, hoặc là tới tận xưởng với địa chỉ là 570 tổ 5, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Lây 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và ngoài ra thì xưởng Mộc Lâm Huy chúng mình còn làm rất nhiều các sản phẩm khác, giống như các cái mẫu bát tiên, rồi các cái mẫu mân quốc đào. Thì các sản phẩm của Mộc Lâm Huy thì sẽ có rất là nhiều tại đây. Đó, các cái hàng sơn sẵn thì là hàng của khách đã ký rồi. Đấy, lưu ý các bạn này, hàng của khách đã ký rồi. Còn những sản phẩm mộc thì chúng tôi để mộc để cho các bạn tới các bạn lựa hàng. Đó, kệ tivi cũng vậy, cái hàng nào sơn rồi là của khách đã lấy rồi. Còn hàng nào mộc thì chúng tôi vẫn cứ để riêng để cho các bạn tới các bạn ký thì chúng tôi mới sơn. Minh quốc đào, gỗ gõ các kiểu. Đây, chúng tôi cũng để sẵn tại đây. Hoàn toàn không sơn các bạn nhé. Phải lặp lại các bạn đều hoàn toàn không sơn. Cứ để mộc vậy để cho các bạn lựa gỗ, lựa vân. Đó, kiểm tra đúng hàng đúng chất lượng thì chúng tôi mới sơn, mới bán. Chứ chúng tôi không có làm ăn theo kiểu chộp giật. Đây, các cái mẫu khuỳnh gõ các kiểu. Đó, thì đây mới là một cái xưởng sản xuất các bạn ạ. Đó, xưởng sản xuất thì phải dám để quay xưởng mộc, dám quay các sản phẩm mộc và dám để mộc cho khách tới lựa thì mới là xưởng sản xuất các bạn nhé. Rồi, vậy nên Mộc Lâm Huy mình xin phép được kết thúc cái clip tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ và theo dõi kênh của Mộc Lâm Huy. Xin được chúc cho các bạn sức khỏe dồi dào và công việc thì làm ăn thì luôn luôn là thuận lợi. Còn riêng Mộc Lâm Huy thì chúng tôi làm việc dựa theo cái uy tín và dựa theo cái chất lượng để chúng tôi phát triển. Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.